Xin chào mọi người, chào cả nhà đã đến với kênh May Vlog GB. Chúc cả nhà luôn luôn nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay hai mẹ con lại tiếp tục đọc sách thôi. Quyển sách Đón nhận niềm vui cuộc sống, những bí quyết giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, nhà xuất bản Phụ Nữ. Mời cả nhà cùng lắng nghe nha. Chuyên mục Không nên đổ lỗi cho người khác. Trong cuộc sống, mỗi khi xảy ra những việc không như mong đợi, chúng ta thường cho rằng căn nguyên là do người khác. Hầu hết các trường hợp như bị thất lạc đồ đạc, xe hư, nhà cửa bề bộn, kế hoạch không đúng thời hạn, vân vân, chúng ta đều đưa ra lý do để đổ lỗi cho người khác. Thậm chí ta còn cố tình phớt lờ những sai sót của bản thân và chăm chăm vào những sai phạm của người khác. Kiểu tư duy đổ lỗi này rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, dù chúng ta cố ý hay vô tình. Ở bệnh viện cá nhân, kiểu tư duy này khiến cho ta tin rằng mình hoàn toàn không có trách nhiệm gì đối với các hành động, các vấn đề và hạnh phúc của mình. Ở bệnh viện xã hội, nó là nguy cơ dẫn đến những vụ kiện tụng ngớ ngẩn, chẳng phân biệt ai phải ai trái, hoặc gây ra nhiều đàm tiếu, thị phi không cần thiết. Khi có thói quen chỉ trích, phê phán người khác, thì chưa biết ai đúng ai sai, chúng ta rất dễ mất bình tĩnh, nóng giận và bực bội, đồng thời khiến cho người bị chỉ trích có ác cảm, oán giận chúng ta mà thôi. Gì vậy con? Ôi trời ơi, rớt đồ của mẹ nè. Đây, mẹ cho con chơi cái này. Rồi, rớt tùm lum hết rồi, đồ chơi con đâu mất tiêu rồi. Để mẹ lấy cho. Mẹ lấy đồ chơi cho con nha. Hiểu không? Chờ mẹ một tí đi. Đây, đồ chơi của con nè. Đây, ông mặt trời nè, thấy không? À, ông mặt trời đây, ông mặt trăng nè, ngôi sao nè, mặt trăng nè, mặt ngôi sao nè. Ông mặt trời hỏi con này có khỏe không, ăn có no không, ăn có no không nè, sáng mày cho ăn cháo, ăn no chưa, no rồi đúng không nè. Rồi giờ ngoan ngoãn ngồi chơi, cầm nói chuyện với ông mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đi. Mẹ ngồi mẹ đọc sách được không, đọc sách con nghe nha. Nha, thương nha, thương lắm luôn. Ơi, xin lỗi cả nhà, mình lại tiếp tục thôi. Nãy tới đâu rồi nhỉ? Xét về mặt cảm xúc, chúng ta không thể có được cảm giác thoải mái, dễ chịu khi đổ lỗi cho người khác. Chắc chắn sẽ có lúc chúng ta bị gặp khốn đốn, mất danh dự và uy tín khi sự thật bị phơi bày. Do thế, khi phạm phải thiếu sót, tốt nhất nên mạnh dạn nhận lấy trách nhiệm về mình và cố gắng tìm cách khắc phục. Hoàn cảnh không làm nên con người, nhưng nó có thể giúp con người thể hiện chính mình. Khi chúng ta thôi không đổ lỗi hay phiền trách người khác, một mặt không có nghĩa là người khác không chịu trách nhiệm về những hành vi của họ. Mặt khác, điều này nói lên ý nghĩa chúng ta đang chịu trách nhiệm về cuộc đời và hạnh phúc của chính mình, về những phản ứng của mình đối với mọi người và hoàn cảnh xung quanh. Khi nhà cửa quá bề bộn, thay vì ngồi than vãn rằng không ai giúp mình, hãy bắt tay vào dọn dẹp ngay. Khi máy tính hư, kế hoạch không đúng thời hạn, hãy tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục. Khừ khừ đổ lỗi cho người khác chỉ làm cho tâm trạng chúng ta tệ hại hơn mà thôi. Chỉ có cách dám nhận lấy trách nhiệm, không truy cứu, bắt tay vào khắc phục hậu quả mới giúp chúng ta vượt qua được khó khăn, đồng thời khiến bạn bè, đồng nghiệp yêu mến, nể phục ta hơn. Việc khiển trách người khác chỉ làm cho ta hao tổn sức lực và tinh thần, đồng thời cho thấy ta thất bại về mặt tâm lý, dẫn đến sự căng thẳng, áp lực và mệt mỏi trong cuộc sống. Việc trách cứ người khác còn làm cho bạn cảm thấy bất lực trong cuộc sống,
Bởi vì hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào hành động và cách cư xử của người khác đối với mình. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Khi ngừng chỉ trích, đổ lỗi cho người khác, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình cũng trở nên thoải mái hơn, sẽ không còn cảm giác luôn phải ở trong tâm trạng đối phó. Bạn có quyền lựa chọn cách ứng xử sao cho để có được một cuộc sống thanh thản và vui vẻ. Chỉ có bạn mới là người quyết định được điều đó mà thôi. Do thế, để nhận được những cảm xúc tích cực, có một cuộc sống vui vẻ và được mọi người yêu mến, tốt nhất là hãy ngưng ngay thói quen thích chỉ trích, đổ lỗi cho người khác ngay từ bây giờ bạn nhé. Chương 1 hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe hai mẹ con đọc sách nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye. Nếu thích thì hãy cho một like và nút đăng ký để là có niềm vui mỗi ngày nha. Bye bye, hẹn gặp lại.